Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở hiện tại bây giờ thì là rơi vào tầm 10 rưỡi buổi sáng thì shop Relax hiện tại bây giờ đang rất là đông xe làm tại shop. Thì cũng lâu rồi mình không có ra clip nào lên trên kênh TikTok, lên trên kênh YouTube quay để cho tất cả các bạn cùng xem. Thì ngày hôm nay thì tranh thủ rảnh rảnh buổi sáng thì mình quay lại và chia sẻ với tất cả các bạn về cái shop của Relax nhé các bạn nhé. Thì những bạn nào mà đang có nhu cầu muốn độ xe lên đồ chơi thì anh em có thể qua địa chỉ ở trên shop mình. Đó, thì ngày hôm nay thì ở shop mình thì có rất là nhiều các bạn qua bên shop mình để làm đồ chơi, làm xe. Đó, thì đa phần ý thì là bên shop mình làm chuyên về Way và X-Side. Way và X-Side các bạn nhá. Đó, ở trong kia thì có một chiếc xe X-Side đang lên đồ chơi này. Vài con Way này. Đó, thì anh em bạn nào mà đang có nhu cầu muốn lắp đặt đồ chơi X-Side, Way thì anh em có thể qua bên shop mình các bạn nhá. Đó, ở đây thì là bên mình sẽ làm tại shop luôn anh em nhá. Bên mình sẽ làm tại shop luôn, có nghĩa là độ bô, làm bô, làm đèn đóm rồi các thứ là tại shop luôn. Đấy, như đây là một chiếc X-Side nhá. Bên mình là chuyên Way và X-Side, thì những bạn nào mà đang có nhu cầu làm về Way và X-Side thì anh em có thể qua bên shop mình, bên mình sẽ làm đồ Way và X-Side cho anh em. Đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em đầu xuân năm mới gặp nhiều may mắn, vui vẻ, thành công. Cảm ơn anh em rất nhiều. Quick cũng chia sẻ với anh em một chút nữa về cái shop thứ hai của shop mình nhá. Có nghĩa là shop mình là gồm hai shop, một shop là chuyên về đồ chơi xe máy bên này. Đấy là bên đấy chuyên độ đèn đóm, đồ chơi tất cả mọi thứ. Và một shop nữa là bên mình chuyên in tem nhá. Đấy, bên mình chuyên in tem thiết kế. Nói chung là bạn nào mà ví dụ như là đang đi ô tô, đi xe máy, các bạn muốn thiết kế tem mác hay như nào đấy thì các bạn có thể liên hệ qua cho bên mình nhá các bạn nhá. Đấy, đi vào sâu bên trong thì ở đây thì là cái shop này là của mình, là bên mình sẽ là chuyên thiết kế. Mình sẽ chuyên thiết kế các bạn nhá. Đấy, ví dụ như là tem mác này, tem mác mà các bạn cần in như nào thì là bên mình sẽ in và làm tại đây. Đó, thì bạn nào mà đang có nhu cầu muốn in tem hay là như nào thì các bạn có thể liên hệ qua cho bên shop mình các bạn nhá. Đó. Quay Black khoe một chút cái view mới ở trong phía bên trong cái cửa hàng của mình. Cái view này là mình mới làm. Đấy, mới làm. Tại vì là do là thứ nhất là nó cái số lượng hàng hóa nó càng ngày càng nhiều, thành ra là mình phải làm thêm cái tủ. Mình bỏ tủ cũ, kính cũ đi vì là nó không để được bao nhiêu và trưng bày thì nó không đẹp. Nên là mình đã bỏ tủ cũ đi và mình đã làm một cái tủ mới hàng lên đây để cho anh em vào để anh em xem hàng cho nó dễ, lấy hàng cho nó dễ. Ở đây thì góc bên này là sẽ có rất là nhiều các cái cổ bô titan, tay sách titan. Đó. Thì những bạn nào mà ví dụ như đang có nhu cầu mà muốn mua những cái sản phẩm như này thì anh em có thể liên hệ qua cho shop Relax nhé. Thì cái số điện thoại thì mình để ở phần mô tả. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ qua cho shop mình. Đó. Ở đây thì bên shop mình là chuyên Way và X-Side. Chuyên Way và X-Side, đồ X-Side và đồ Way sẽ có mặt ở đây ở shop mình. Thì mình giới thiệu qua như thế để cho anh em biết. Có rất là nhiều anh em thì chỉ biết đến shop mình làm về Way thôi, nhưng anh em không biết shop mình làm cả X-Side nữa. Đấy, rất nhiều mặt hàng, đèn đóm các thứ rất nhiều luôn anh em nhá. Đấy. Tại vì shop mình đợt này thì nó rất là bừa bộn bận, vì thứ nhất là nhiều việc nên bên mình không có thời gian để dọn. Em ơi, tẩy sạch cái kia cho khách chưa?
Đó, đây ví dụ như ngoài kia là có một con X-Side vừa làm ở shop mình xong. Đó, đi ra. Em ơi về nhá. Có vấn đề gì về xe cộ thì cứ mang qua đây các anh nhá. Anh bảo hành. Đó. Thì có một chiếc xe X-Side vừa là làm shop mình ra này. Đây là ba cuộn giấy mà bên mình nhập thêm về để in tem chùm cho anh em nhá. Đấy, nhập thêm để in tem chùm cho anh em. Chiếc xe Way này thì vừa được dọn nội thất, có là dọn từ trong ra ngoài cho nó sạch sẽ. Xe của bạn ấy là đi 2 năm rồi, bạn ấy chưa có dọn xe, có là chưa có dọn rửa bên trong. Đấy thì là qua bên shop mình, bên mình dọn từ trong ra ngoài cho các bạn ấy cho nó sạch sẽ luôn. Đấy, bô thì vứt lỏng chỏng đây, tại vì là nhà mình ấy thì là ngày nào cũng bô đi bô về hàng mấy chục cây, nên là hầu như là ngày nào nhà mình cũng đóng hàng bô rất nhiều. Bô rất nhiều nó thì bô treo trên này này, rồi thì bô hôm nay mình nhập về này. Cứ mỗi một ngày nhà mình nhập một lần, hai ngày nhập một lần. Bô ở đây nữa. Và hàng đây của bạn ship, bạn ấy đi lấy hàng. Đấy. Ây da, kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy. Đấy thì hàng của anh em khi mà đóng gói xong thì là sẽ được chuyển đi. Được chuyển đi như thế. Đó, đến tay các bạn. Nó sẽ qua từ cái huyện này qua huyện kia. Đó, rất là nhiều. Đấy. Hầu như là anh em mỗi một lần mình quay video thì anh em luôn luôn thấy cảnh shop mình nó bừa bộn, vì nói thật với anh em cũng giống như quán ăn đấy. Nói thật với anh em là cũng giống như quán ăn, nếu như quán ăn mà nó sạch quá là không có khách và đồ không ngon, đúng không? Shop mình thì luôn luôn bất bịu, luôn luôn gọi là lung tung bành. Thì nhưng mà cứ sau một ngày làm việc thì anh em lại bắt đầu lại bắt tay vào anh em dọn. Đấy, cứ bắt tay vào anh em dọn luôn. Đó. Thì mình quay qua một chút thế để chia sẻ với tất cả các bạn. Đó, thì những bạn nào mà đang có nhu cầu dọn xe này, lên bô lắp đồ chơi các thứ về Way X-Side thì em có thể liên hệ qua cho shop Relax. Đó, bên mình nhận dọn xe lên đồ chơi và của Way với X-Side anh em nhé. Đó, thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này. Chúc anh em có một năm mới gặp nhiều may mắn và thành công. À, có một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Đây, để mình đi ra ngoài xong bắt đầu mình sẽ quay vào trong cho anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình có một cái niềm vui nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là hôm nay thì ở shop mình có một cái trường hợp là hai bố mẹ đi xe đến, hai bố mẹ đi xe ô tô đến để mua cái đồ chơi cho con ở shop mình. Và cái bạn khách này nhà mình rất là nhỏ tuổi, mới có 12 tuổi thôi. Mới có 12 tuổi thôi nhưng mà lúc nào cũng xem video của mình ở trên kênh YouTube và cả TikTok nữa. Thì bạn ấy bảo bố mẹ bạn ấy là con thích mua đồ chơi, mua cái này, mua cái kia, bố mẹ qua đây để mua đồ chơi cho con. Mặc dù mới có 12 tuổi thôi nhưng thực sự là bạn ấy rất là quý mình, hâm mộ mình, nên là bạn ấy mua hàng ủng hộ shop mình 4-5 lần rồi, từ Tết đến bây giờ. Đấy, chắc là có nhiều tiền mừng tuổi nên là bạn ấy mua cật lực. Đó thì cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và ủng hộ giúp của Black. Chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.